mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Sau hơn 3 tháng triển khai chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành rà soát, thẩm định hồ sơ của 100% các thôn, khu phố về quy hoạch bãi đỗ xe công cộng. Theo đó, 53 thôn và 2 khu phố trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã hoàn thành công tác rà soát diện tích và vị trí bãi đỗ xe công cộng để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Các điểm được quy hoạch bãi đỗ xe đáp ứng các điều kiện như không phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, vị trí bãi đỗ xe đảm bảo tính khoa học, phát huy công năng sau khi được đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ tích cực nhu cầu đỗ xe trong dịp lễ Tết và lễ hội, cũng như là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn của địa phương. Một số hộ dân kiến nghị mua đất dự án Hưng Hải trên địa bàn tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, 19 hộ dân cho biết khu đất này được họ mua trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015, mục đích sử dụng đất ở đô thị. Nhiều hộ đã thanh toán 100% tiền với chủ đầu tư, một số hộ khác còn giữ lại 5% theo đúng hợp đồng khi cấp giấy chứng nhận sẽ thanh toán. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện cho người dân. Dù hầu hết các hộ đã và đang làm nhà ở kinh doanh, đại diện chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng Hưng Hải thừa nhận thực tế này và cho biết công ty cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và hiện đang chờ thủ tục, dự kiến đến cuối năm nay sẽ trả giấy chứng nhận cho cư dân. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát của người dân tăng cao. Tại tỉnh Hưng Yên, bên cạnh những cửa hàng siêu thị uy tín thì trên thị trường vẫn còn một số cửa hàng bày bán hàng hóa thiết bị điện lạnh không rõ xuất xứ nguồn gốc. Đơn cử như tại cơ sở 2, cửa hàng phân phối bán buôn, bán lẻ điện gia dụng Thi Viện, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ hay một số cửa hàng bán buôn bán lẻ thiết bị điện trên đường Điện Biên ở thành phố Hưng Yên rất dễ dàng để mua những sản phẩm điện tử điện lạnh của nước ngoài không có tem nhãn phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không dán tem hợp quy và tem đảm bảo an toàn của Bộ Công Thương. Để mua được sản phẩm tốt, an toàn, người dân nên lựa chọn sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng siêu thị có uy tín, đảm bảo về xuất xứ và chất lượng sản phẩm cũng như chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi khi lắp đặt. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cung cấp điện, nước đầy đủ tại các điểm thi trong suốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc. Đặc biệt, Bộ đề nghị các địa phương cung cấp đầy đủ điện, nước tại các điểm thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Bộ cũng đề nghị địa phương tăng cường ôn tập, kiểm tra, đảm bảo đầy đủ kiến thức cho học sinh tham gia dự thi. Tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nhiều trạm y tế xã đang gặp khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đó là trạm y tế tại các xã Đoàn Đào, Minh Hoàng, Minh Tân, Nhật Quang và thị trấn Trần Cao, chủ yếu là các trạm đã xây từ lâu và chưa được cải tạo. Nhiều trạm không có mái che, không gian chật hẹp không đảm bảo, hệ thống nhà vệ sinh đã hư hỏng. Đặc biệt, tại các trạm y tế xã Đoàn Đào, Nhật Quang cần được đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị cơ bản như bộ huyết áp, giường bệnh, bàn khám bệnh, bàn tiểu phẫu, tủ đựng thuốc và dụng cụ, do các dụng cụ này đã cũ, được trang bị từ lâu, có bộ đã hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám bệnh cho nhân dân. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 6 năm 2023, tại quán bia do anh Phạm Văn Quế sinh năm 1990 thuê lại mặt bằng kinh doanh ở thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm đã xảy ra cháy khiến một cháu bé tử vong. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đám cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phối hợp với quần chúng nhân dân cứu được 5 người trong đám cháy thoát ra khu vực an toàn, trong đó có một người bị bỏng là vợ của anh Quế, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia 103. Trong quá trình tổ chức cứu nạn, đã phát hiện thi thể một nạn nhân là cháu bé con của anh Quế đã tử vong trong đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp điều tra làm rõ.
sơ bộ ban đầu có thể do chập điện. Chiều qua ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã vừa triệt phá đường dây ma túy lớn nhập ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không do đối tượng Hoàng Tiến Dũng sinh năm 1996 ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cầm đầu. Theo điều tra, Dũng thực hiện thủ đoạn rất tinh vi bằng cách mở đại lý buôn bán vận chuyển nước tinh khiết để làm vỏ bọc che chắn hành vi vận chuyển ma túy. Đồng thời, đối tượng này còn mở một quán ăn đêm tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhưng thực ra là điểm mua bán trái phép chất ma túy. Để lấy uy tín, Dũng nhập nguồn hàng ma túy từ châu Âu thông qua chuyển phát nhanh, bưu kiện ngụy trang là đồ gia dụng. Giúp việc cho Dũng là đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 2004 ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Tuấn đóng vai trò người vận chuyển và quản lý kho ma túy, móc nối giúp cho Hoàng Tiến Dũng nhập ma túy từ châu Âu về. Còn có Đào Ngọc Long, sinh năm 1998 ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hiện tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng có hành vi cản trở hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khi đang tác nghiệp. Trước đó, vào chiều qua, ngày 6 tháng 6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, thì đối tượng đã xông ra, yêu cầu không quay phim chụp ảnh, túm cổ áo và đạp ngã đấm đá phóng viên quay phim của đài. Thậm chí, khi phóng viên được đồng nghiệp đưa lên xe ô tô, những đối tượng này vẫn đi theo xe và uy hiếp. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Ô Chợ Dừa đã bắt giữ, bàn giao hai đối tượng cho Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ xử lý. Với mong muốn góp phần giúp trẻ biết bơi, hạn chế tình trạng đuối nước, hơn 20 năm qua, bà Trần Thị Kim Thia, tức bà Sáu Thia ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, đã cần mẫn dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ ở trong và ngoài xã. Đối tượng tham gia lớp học của bà Sáu Thia là các em từ 6 đến 15 tuổi. Trẻ nhỏ hơn có thể tham gia để làm quen. Hơn 20 năm qua, bà giáo Trần Thị Kim Thia đã dạy bơi cho trên 5.000 trẻ nhỏ ở trong và ngoài xã Hưng Thạnh. Những lớp dạy bơi của bà Sáu rất đặc biệt vì bà không thu bất kỳ một khoản phí nào. Tuy hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, bà vẫn dạy bơi miễn phí để tất cả các gia đình có thể đưa con em đến học bơi. Bà mong muốn ngày càng nhiều trẻ em đi học bơi và bơi giỏi, giúp cho các em phòng tránh được tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức New Zealand thông báo bắt đầu từ tháng 8 tới, New Zealand sẽ cấm thuốc lá điện tử dùng một lần. Cấm thuốc lá điện tử dùng một lần là động thái mới nhất của New Zealand trong một nỗ lực để chống hút thuốc, tiến tới từng bước cấm gần như hoàn toàn việc bán thuốc lá. Bộ trưởng Y tế New Zealand nêu rõ thuốc lá điện tử dùng một lần sẽ bị cấm kể từ tháng 8 tới. Theo quy định mới, tất cả các thiết bị thuốc lá điện tử được bán trong nước sẽ phải có pin có thể tháo rời hoặc thay thế được. Để bảo vệ trẻ em, chính phủ cũng cấm mở các cửa hàng bán thuốc lá điện tử mới trong phạm vi 300 mét tính từ trường học và nơi hội họp của người Maori bản xứ. Tỷ lệ hút thuốc lá của New Zealand đã giảm bằng một nửa so với 10 năm trước, với số người hút giảm khoảng 56.000 người trong năm qua. Số người trưởng thành hút thuốc hiện ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 8%. Hàng nghìn tín đồ Hindu tại Indonesia vừa qua đã trèo lên ngọn núi lửa Bromo đang hoạt động để ném gà, rau củ, tiền xuống thực hiện nghi lễ hiến tế truyền thống. Nhóm tín đồ hôm 5 tháng 6 đã tập trung quanh núi lửa Bromo, mang theo rau củ, gà, dê và các lễ vật khác để tham gia nghi lễ hiến tế có truyền thống hàng thế kỷ, mang tên là Adnya Kasada. Hàng năm, các thành viên của bộ tộc Tengger đều đến núi lửa Bromo thực hiện lễ hiến tế với hy vọng làm hài lòng thần linh và được ban phước lành. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19, chính quyền địa phương cho phép du khách tới xem lễ hiến tế ở núi lửa này. Trong thời gian đại dịch hoành hành, chỉ các tín đồ thực hiện nghi lễ mới được vào khu vực. Một nhà hoạt động môi trường người Liban đã sử dụng chai và nắp nhựa để tạo nên những chú rùa trên bờ biển của nước này. Những chú rùa được trưng bày trên biển nhằm nâng cao nhận thức về tái chế rác thải nhựa và bảo vệ các sinh vật như rùa biển đang bị đe dọa. Chú rùa lớn được tạo nên từ hơn 250.000 chai nhựa, được ép chặt tạo nên cấu trúc nhẵn, phẳng. Bên cạnh là một chú rùa nhỏ hơn, làm từ những nguyên liệu tương tự. Nhà hoạt động môi trường Mark Loop hy vọng các tác phẩm này sẽ có tác động mạnh mẽ đến người xem, nhất là trẻ em, giúp các em có nhận thức về môi trường.
Bà MacLook cho biết, dự án được thực hiện nhờ hoạt động thu gom rác thải nhựa của hơn 3.000 học sinh từ các trường khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.